Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động trên thị trường bảo hiểm. Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan quản lý bảo hiểm tiến hành thanh tra kiểm tra các công ty bảo hiểm, bao gồm cả các đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, không để tiếp tục xảy ra tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng ép buộc khách tới giao dịch, phải mua bảo hiểm mới cho vay vốn hay hình thức giới thiệu cho người tới gửi tiền tham gia đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết trái với quy định của luật liên quan cục quản lý và giám sát bảo hiểm phải công bố đường dây nóng số điện thoại email để tiếp tục nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các sản phẩm bảo hiểm biến tướng nêu trên phân công cán bộ trực 24 trên 7 và kịp thời kiểm tra xác minh thông tin để có biện pháp thanh tra, phối hợp với cơ quan công an và thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước ngăn chặn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp với cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng của ngân hàng nhà nước tiến hành thanh tra, xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng để xảy ra tình trạng nhân viên ép buộc khách hàng mua bảo hiểm. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giải quyết chế độ quyền lợi hưu trí rút một lần, ốm đau, thai sản, tử tuất với lao động tại doanh nghiệp phá sản đang làm thủ tục phá sản, ngừng hoạt động hoặc là không còn người đại diện pháp luật mà chưa đóng đủ bảo hiểm xã hội. Với lao động đủ tuổi nghỉ hưu, đóng bảo hiểm xã hội 20 năm trở lên mà không gồm thời gian bị nợ bảo hiểm xã hội thì được hưởng lương hưu tại thời điểm đủ điều kiện. Nếu sau đó khoản tiền bảo hiểm xã hội bị nợ được doanh nghiệp đóng bù hoặc bổ sung bằng nguồn tài chính khác thì được cộng thời gian này để tính lại mức hưởng lương hưu lao động đủ tuổi nghỉ hưu mà đóng bảo hiểm dưới 20 năm. Trong đó có 10 năm thực đóng trở lên, nếu có nguyện vọng thì đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu. Thời điểm hưởng được tính từ ngày đầu tiên của tháng liền kề sau tháng đóng đủ tiền. Nếu sau đó khoản tiền bị nợ được doanh nghiệp đóng bù hoặc nguồn tài chính khác bổ sung, thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cộng thêm thời gian bị nợ để tính lại mức hưởng. Xong số tiền lao động đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện không được hoàn trả. Tính đến hết năm 2022, nợ bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động, chủ bỏ trốn là hơn 4.000 tỷ đồng, ảnh hưởng quyền lợi của gần 206.500 lao động. Việc khởi tố tội danh trốn đóng bảo hiểm xã hội đang vướng mắc về chính sách thẩm quyền. Trong năm 2023 sẽ có những quy định mới về khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế mà người dân cần quan tâm lưu ý. mời quý vị theo dõi một vài điểm đáng chú ý để tiết kiệm được thời gian và chi phí tại thời điểm khám chữa bệnh người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh sinh viên các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác Trẻ em dưới 6 tuổi đến khám bệnh chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp trẻ chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì phải xuất trình bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh. Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh chữa bệnh và giấy chuyển tuyến theo mẫu số 6 phụ lục ban hành kèm theo nghị định 146. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian đi công tác làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo tạm trú được khám bệnh chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh cùng tuyến